Spa. Xin chào các mẹ ạ. Bà Hà Spa xin chào các mẹ ạ. À, giờ trưa rồi, các mẹ đã ăn cơm chưa? À, trưa nay các mẹ đã dự định có món gì chưa nhỉ? Đối với các mẹ bầu và mẹ sau sinh thì thời gian này là thời gian nhạy cảm, nên là bất cứ đến bữa ăn nào thì mọi người cũng chỉ có băn khoăn một điều là hôm nay ăn gì để tốt cho mẹ này, tốt cho con này, mẹ sau sinh thì là đủ sữa này, rồi tránh hậu sản này, và rất là nhiều những cái băn khoăn khác, đúng không ạ? Hôm nay Bảo Hà Spa thì đang live stream lại một buổi chăm sóc sau sinh tại nhà cho hai khách hàng vô cùng đặc biệt và hy hữu tại Bảo Hà Spa đấy ạ. Đấy chính là chị Phú và chị Vinh. Hai chị thì cách nhau 3 tuổi, tuy nhiên thì phát hiện mang bầu cách nhau có một tuần thôi, và lại vô cùng bất ngờ là hai chị sinh bé cùng ngày với nhau, ngày 6 tháng 9 năm 2018 đấy ạ. Đến hôm nay thì hai chị Vinh và chị Phú đã sinh con được khoảng 20 ngày, và hiện thì đang chăm sóc sau sinh tại nhà tại Bảo Hà Spa với lịch là vào ngày 3/5/7 đấy ạ. Một điểm đặc biệt nữa của hai cặp chị em này đó là cả hai chị thì đều rất là quan tâm đến vóc dáng, sức khỏe, cũng như là mong muốn có một thai kỳ khỏe mạnh, nên đã sử dụng dịch vụ chăm sóc bầu tại Bảo Hà Spa từ 20 tuần và yêu thích đến nay. Đến khi sau sinh xong thì các chị cũng đang sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh tại Bảo Hà Spa đấy ạ. Xin chào mẹ Mai Nguyễn. Chị ơi, đánh mỡ như thế này thì không đau đâu ạ, bởi vì là các kỹ thuật viên của Bảo Hà Spa thì sử dụng kỹ thuật massage bầu theo phương pháp Nhật Bản, độc quyền tại Bảo Hà Spa, thì có kỹ thuật và có lực đánh vừa phải, cũng như là có kỹ thuật rất là tốt, nên đảm bảo là chỉ giúp mẹ tiêu hóa mỡ lỏng đi và định hình lại cái vòng eo thôi, chứ không gây tổn thương đâu ạ. Có nhiều mẹ Sài Gòn và Hà Nội đang xem live stream không ạ? Chào mẹ Mai Nguyễn, mình muốn đến spa chăm sóc có được không? Chị ơi, hiện tại thì Bảo Hà Spa đang có cơ sở tại có 3 cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn, thì không biết là chị Mai Nguyễn đang ở khu vực nào ạ? Thì chị có thể để lại số điện thoại hoặc là vui lòng inbox vào fanpage Bảo Hà Spa để các bạn có thể tư vấn cho chị kỹ hơn nhé. Hiện tại thì Bảo Hà Spa có 3 cơ sở, đó là cơ sở thứ nhất ở 1905 Ticoji 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Thứ hai là ở tầng 2, số 452 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở thứ ba mà Bảo Hà Spa đang sử dụng dịch vụ chăm sóc cho chị Vinh, chị Phú đấy ạ, chính là ở số 109/6 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các mẹ có thể gọi hotline 097-212-0818 để đặt lịch, và Bảo Hà Spa sẽ biết chính xác nhất là mẹ đang ở khu vực nào để phục vụ mẹ được thuận tiện nhé. Chào mẹ Nguyễn Linh Nhi. Sau sinh mổ bao lâu thì làm bụng được như vậy? Mẹ Linh Nhi ơi, nếu như mà sinh thường như là chị Vinh và chị Phú đang trong live stream này thì từ sau 7 đến 10 ngày là có thể chăm sóc. Còn với mẹ sinh mổ thì từ sau 20 đến 25 ngày là có thể chăm sóc được chị nhé. Chị có thể inbox vào page của Bảo Hà Spa để cho Bảo Hà biết là chị sinh mổ vào ngày bao nhiêu, và Bảo Hà Spa sẽ có cái liệu trình chăm sóc phù hợp nhất cho chị ạ. Chào mẹ Mai Nguyễn. Địa chỉ Bảo Hà Spa tại Sài Gòn chính là ở địa chỉ số 109/6 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mẹ nhé. Mẹ có thể inbox vào page Bảo Hà Spa hoặc là để lại số điện thoại tại đây thì tư vấn viên sẽ tư vấn chi tiết hơn cho mẹ nhé. Mấy ngày hôm nay thì
Hôm qua thì ở Sài Gòn thì mưa rất là lớn, trưa qua thì ở Sài Gòn mưa rất là lớn và hôm nay thì thời tiết đã hửng nắng lên rồi. Thời tiết thay đổi thất thường như thế này nên là rất nhiều mẹ bầu và mẹ sau sinh mệt mỏi, đặc biệt là với những mẹ bầu ấy ạ. Thì thai kỳ càng khi mà bụng bầu càng lớn lên thì các mẹ sẽ bị đau đau nhức và nhức mỏi cơ thể nhiều. Do đó là những ngày gần đây thì Bảo Hà Spa nhận được rất nhiều cuộc điện thoại cũng như là inbox vào fanpage để các mẹ đặt lịch tới chăm sóc. Cũng có thể là do các mẹ đã tin yêu và sử dụng dịch vụ của Bảo Hà Spa, và đặc biệt là chương trình Bảo Hà Spa cũng cảm thấy rất là vui bởi vì chương trình ưu đãi buổi trải nghiệm dành cho các mẹ bầu và sau sinh trải nghiệm tại Bảo Hà Spa thì được rất là nhiều mẹ yêu thích. Hiện tại thì Bảo Hà Spa đang có chương trình ưu đãi buổi trải nghiệm bầu hoặc sau sinh tại spa với giá chỉ 199.000 đối với các mẹ tại Hà Nội, và ở Sài Gòn thì có một giá vô cùng yêu thương và đặc biệt, đó là giá 165.000 đấy ạ. Các mẹ nhớ nhé, giá buổi trải nghiệm ở Hà Nội là 199.000 và ở Sài Gòn là 165.000 so với giá gốc là 550.000 đấy ạ. Đây, đây là cái bước ấn huyệt mà bụng để làm để nhanh sản dịch ra ngoài và co hồi dạ con ạ. Các mẹ nhớ nhé, hiện tại thì Bảo Hà Spa đang có chương trình ưu đãi buổi trải nghiệm bầu với giá là 199.000 tại Hà Nội và giá là 165.000 tại thành phố Hồ Chí Minh so với giá gốc là 550.000 đấy ạ. Các mẹ có thể nhanh tay gọi điện vào số 097 212 0818 hoặc là inbox vào page của Bảo Hà Spa để được đặt lịch chăm sóc nhé. Vừa rồi thì kỹ thuật viên của Bảo Hà Spa đã thực hiện xong bước đánh bụng để làm tiêu hóa, tiêu lỏng mỡ sau sinh cho mẹ sau sinh, và bây giờ thì sẽ đến bước quấn nóng và đeo đai quấn nóng để giúp đào thải mỡ lỏng ra khỏi cơ thể đấy ạ. Để mẹ định hình vòng eo và sớm lấy lại vòng eo vóc dáng thì con gái. Chào mẹ Hải An, người bình thường đánh bụng như vậy có được không? Chị ơi, với mẹ bình thường mà đặc biệt là những mẹ văn phòng, ngồi văn phòng nhiều ấy ạ, thì dần dần thì cái vòng hai của mình và đặc biệt là khu vực bụng bụng dưới của mình nó sẽ bị to lên do là có mỡ thừa. Thì với tại Bảo Hà Spa thì có massage, dịch vụ massage và thư giãn cho mẹ văn phòng để giảm béo, giảm body. Thì mẹ chị Hải An có thể inbox vào page Bảo Hà Spa để được tư vấn cụ thể hơn về dịch vụ này chị nhé. Chào mẹ Mai Nguyễn, mình mới sinh được 8 tháng thì có chăm sóc được không? Chị Mai Nguyễn ơi, nếu như mà mình sinh thường thì từ sau 7 đến 10 ngày là mình có thể chăm sóc được rồi. Còn sinh mổ là 20 đến 25 ngày. Đối với chị thì chị đã sinh được 8 tháng thì tốt nhất là chị nên chăm sóc thật là sớm để đảm bảo được là hiệu quả tiêu mỡ, giảm eo và sớm tìm lại cái vòng eo thấy con gái đấy ạ. Chào chị Dương Phạm, kem đánh mỡ đó làm từ nguyên liệu gì? Dạ đây ạ. Kỹ thuật viên có thể cho mình mượn đây là hộp keo đánh mỡ của Bảo Hà Spa và được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu thiên nhiên để đảm bảo là không gây kích ứng cho da của mẹ và có tác dụng là tiêu hóa, tiêu lỏng mỡ để đảm bảo mẹ sẽ lấy lại được vòng eo và bóc da với con gái. Chào mẹ Nguyễn Linh Nhi ạ. Chị ơi, chị sinh xong bụng bị dạn nhiều và thâm thì có cách gì hết được không ạ? Dạ, nếu như mà chị để ý thì với bụng của chị Vinh lúc trước thì tình trạng chị sinh xong 20 ngày thì cũng có tình trạng là bụng bị dạn và cũng bị thâm. Tuy nhiên là sau vài sau 3 buổi chăm sóc, hôm nay là buổi thứ 3 đấy ạ, của Bảo Hà Spa thì chị Vinh đã giảm hẳn được tình trạng thâm dạn vùng bụng, và nếu như kết thúc hết liệu trình thì chị có thể giảm được đáng kể tình trạng thâm dạn này đấy ạ. Thì mẹ có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh tại Bảo Hà Spa để giảm thiểu tình trạng bụng dạn nhiều và thâm nhé. Xin chào mẹ Dương Phạm, đai quấn nóng có nóng quá không? Với đai quấn nóng thì có mức nhiệt độ điều chỉnh theo cơ thể của mẹ để đảm bảo là phù hợp với nhiệt độ cơ thể của mẹ. Mẹ có thể chia sẻ cho kỹ thuật viên của Hà Spa biết là mức nóng như vậy đã vừa phải với độ chịu đựng của cơ thể chưa, để đảm bảo là đào thải được mỡ nhiều tốt nhất ạ.
À, bây giờ kỹ thuật viên của bảo Hà Spa sẽ tiến hành đến bước chăm sóc da mặt cho chị Vinh đấy ạ. À, trước khi mà tiến hành chăm sóc vùng bụng và tiến hành chăm sóc da mặt như hiện tại thì chị Vinh đã được kỹ thuật viên của bảo Hà Spa massage lưng và toàn bộ phần thân sau á, lưng, chân. Lát nữa thì sẽ làm, sau khi làm mặt xong thì sẽ làm body. Đây là một số những cái bước chăm sóc cơ bản cho dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà của bà Hà Spa đấy ạ. Trước đây thì hai chị Vinh và chị Phú đã có làm dịch vụ chăm sóc bầu tại Bảo Hà Spa với gói bầu 68 từ 20 tuần đấy ạ. Mọi người có thấy một câu chuyện rất là thú vị không ạ? Đó là cả hai chị tuy là cách nhau 3 tuổi nhưng lại phát hiện là có bầu cách nhau có một tuần thôi, và không ngờ thì lại sinh bé cùng ngày với nhau, ngày 6 tháng 9 năm 2018, và bây giờ thì cùng chăm sóc tại Bảo Hà Spa trong suốt thời gian mang bầu từ 20 tuần đến tận bây giờ. Chị Vinh ơi, anh xin phép chị có thể chia sẻ một chút cảm nhận là lý do vì sao chị biết đến Bảo Hà Spa được không ạ? Ý là em của mình là biết tới Bảo Hà Spa nhờ MC Minh Trang á, có like cái trang Facebook đó thì mình, ý là Minh Trang có chia sẻ thì em mình biết, rồi sau đó là hai chị em có tới trải nghiệm buổi thử nghiệm á, thì sau khi làm xong thì thấy rất là ưng ý nên là mới quyết định là mua gói sắp bầu ở Bảo Hà Spa. Dạ vâng. Vậy thì trước khi tới trải nghiệm buổi chăm sóc bầu tại Bảo Hà Spa ấy ạ, và được MC, trước khi biết đến MC Minh Trang có nhắc đến Bảo Hà Spa và hài lòng với dịch vụ của Bảo Hà Spa, thì các chị đã có đi chăm sóc tại spa nào khác chưa ạ? Và cảm nhận thế nào ạ? Em mình thì có, còn mình thì tại vì mình hơi bận á nên mình cũng không có ý là ban đầu cũng không có ý định chăm sóc đâu, nhưng mà sau khi tới Bảo Hà Spa thì thấy dịch vụ làm ok mà giá cả phải chăng nên là mình mới quyết định là mình làm ở Bảo Hà. Dạ. Vâng. Vậy thì với em chị thì là người mà đã có kinh nghiệm đi trải nghiệm tại các spa khác, và khi quyết định tại Bảo Hà Spa thì chắc hẳn là Bảo Hà Spa cũng có lý do để khiến cho em chị hoàn toàn hài lòng với dịch vụ đúng không ạ? Dạ. Vậy vì thì sau cái quá trình chăm sóc bầu từ 20 tuần đến tận khi sinh thì chị có cảm nhận thế nào về cái phong cách dịch vụ cũng như là kỹ thuật của Bảo Hà Spa chăm sóc cho các mẹ thì có được thoải mái rồi hiệu quả không ạ? Nói chung là nhân viên thì rất là thân thiện, mình thấy vậy. Thứ hai là làm rất là tận tình, không phải là giống như những chỗ khác là giống như sau khi mình mua gói xong rồi là làm giống như làm cho có đó. Còn ở Bảo Hà thì em làm rất là kỹ, nhiều khi làm ví dụ như thời gian là quy định 90 phút thôi, nhưng mà mình thấy có khi là em làm ví dụ như những lần đầu khi mà mình chưa quen á thì mấy bạn làm rất là từ từ chậm đó, thì có khi cả 2 tiếng. Nói chung là mình rất là hài lòng. Vậy thì trong cái thời gian mang bầu ấy ạ, thì tình trạng của cơ thể của chị có phải những cái vấn đề gì, ví dụ như là chị có thường xuyên bị đau nhức vùng nào không ạ? Thường là ví dụ khi mà mình mang bầu thì mình hay bị đau lưng, đau lưng với là da mình trắng bế đầu nữa nên là mình cũng đau cổ. Nhưng mà ý là thường trước khi mà chăm sóc là mấy bạn sẽ hỏi mình là mình đau nhiều ở phần nào, thì cái bạn ý là mình rất là thích cái bạn làm ở Bảo Hà là bạn nó để ý lắm, ý là mình đau chỗ nào là bạn nó làm kỹ cái phần đó cho mình. Dạ vâng. Các kỹ thuật viên của Hà Spa thì luôn chăm sóc nhiệt tình và chu đáo với khách hàng. Tức là ở mỗi mẹ thì thời gian mang bầu cũng như là sau sinh ý, thì các mẹ sẽ gặp phải một cái vấn đề đặc trưng khác nhau. Ví dụ như là có mẹ mang bầu thì sẽ bị đau mỏi hông, lưng hông nhiều hơn. Có mẹ thì đau mỏi cổ vai gáy do là công việc làm việc đặc thù văn phòng chẳng hạn, hoặc là chăm con phải cúi nhiều. Thì Bảo Hà, các bạn kỹ thuật viên sẽ quan tâm nhiều hơn xem là mẹ đau mỏi vùng nào để có thể chăm sóc cho mẹ kỹ hơn, để mẹ có thể hoàn toàn thoải mái sau mà sau khi mà sau các buổi chăm sóc của Bảo Hà. Vâng, vậy thì trộm vía là em bé nhà chị sinh ngày bao nhiêu và cân nặng thế nào ạ? Bé nhà mình sinh ngày 6 Dạ. tháng Tức là đến nay thì được gần 20 ngày đúng không ạ? 9 Dạ. Bé đầu tiên thì chị có tiến hành chăm sóc sau sinh không ạ? Không, là bé đầu tiên mình thiệt là mình cũng không có biết mà
mình cũng không có kinh nghiệm mà cũng không có thời gian nữa. Là, vậy thì chị có cảm nhận thế nào khi mà trong thời gian mang bầu bé thứ hai á, bé vừa rồi thì mình có chăm sóc bầu và bé đầu tiên thì chị có cảm thấy cái sự khác biệt về sức khỏe đúng không ạ, và cũng cái tâm lý đúng không ạ? Về bé thứ hai là mình vừa có bé đầu rồi bé thứ hai nữa nên là mình đau lưng nhiều, nhưng mà mỗi lần mà mình chăm sóc ở bà hai về thì mình cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn nhiều, không có đỡ đau dữ lắm. Rồi ngay cả ví dụ chăm sóc sau sinh như này thì hồi sinh bé đầu thì mình cảm thấy mình stress hơn, còn bây giờ cái dịch vụ này thì nói chung mỗi lần như vậy giống như mình cũng giải tỏa stress đó. Rồi mình không biết là có phải là do mình có chăm sóc bầu hay không, mà ví dụ như bé đầu thì mình sanh có 3 kg, còn bé sau này thì mình sanh 3,5 kg. Nói chung mà mình cũng không có tăng cân nhiều. Ở Bảo Hà Spa thì các kỹ thuật viên cũng như Bảo Hà Spa không chỉ quan tâm đến những cái liệu trình chăm sóc bầu cho mẹ đảm bảo làm sao mà cho mẹ thư giãn thoải mái, mà cũng quan tâm đến cái sự tương tác và phát triển ở bên trong bụng của các con. Thêm nữa là Bảo Hà cũng sẽ có tư vấn cho các mẹ về dinh dưỡng thai kỳ cũng như là những cái vấn đề lưu ý trong thai kỳ sau hoặc là sau khi sinh để đảm bảo là mẹ có cái chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và luyện tập tốt nhất trong thời gian mang thai cũng như là sau sinh để sớm hồi phục sức khỏe cũng như và về lại vóc dáng. Dạ, vậy thì với các bước chăm sóc tại Bảo Hà Spa đấy thì trong thời gian mang bầu ạ, thì chị yêu thích nhất cái bước chăm sóc nào? Nói chung là mình hài lòng lắm nên là giờ hỏi lại là thích nhất bước nào chứ mình cũng không tất cả là chị hài lòng với tất cả các bước và dịch vụ của spa đúng không ạ? Dạ vâng, rất cảm ơn chị Vinh với những chia sẻ rất là thân tình về dịch vụ chăm sóc bầu và sau sinh tại Bảo Hà Spa. Chúc chị có những trải nghiệm thư thái thoải mái với Bảo Hà Spa cũng như là có sức khỏe và vóc dáng hoàn thiện sau sinh ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Các mẹ ơi, các mẹ vừa theo dõi live stream về một buổi chăm sóc sau sinh tại nhà của Bảo Hà Spa đối với mẹ là chị Vinh. Chị thì hiện tại đang chăm sóc sau sinh tại nhà buổi thứ 3 và chăm sóc bầu tại Bảo Hà Spa từ tuần 20 đến khi sinh. Chị đã đến với Bảo Hà Spa thông qua việc tìm hiểu được Bảo Hà có buổi trải nghiệm tại spa buổi đầu tiên, và hiện tại thì Bảo Hà Spa đang có chương trình ưu đãi buổi trải nghiệm đầu tiên và được rất nhiều các mẹ ở Hà Nội cũng như là Sài Gòn yêu thích và đặt lịch để trải nghiệm. Là buổi trải nghiệm của Bảo Hà Spa có giá là 550.000 là giá gốc, nhưng ở hiện tại thì Bảo Hà có ưu đãi dành cho các mẹ ở Hà Nội là 199.000 và các mẹ ở Sài Gòn là 165.000. Thì ngoài ra thì đối với các mẹ mà ký vào gói mới thì Bảo Hà có những quà tặng vô cùng hấp dẫn và tiện ích dành cho mẹ, ví dụ như chăm sóc dịch vụ tắm bé này, lót cho bé này, hoặc là tặng thêm các buổi chăm sóc. Thì các mẹ có thể inbox vào page Bảo Hà Spa để được tư vấn cụ thể hoặc là gọi vào hotline 097-212-0818. Bảo Hà Spa hẹn gặp lại các mẹ trong các live stream sau nhé. Xin chào các mẹ ạ.